Ngọc Hạnh và Bé Ngọt gửi lời chào đến các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là mùng 10 Tết Giáp Thìn 2024. Chị em tụi mình đứng ở bên bờ sông công viên Sài Gòn. Đứng ở đây không khí thoáng đãng, gió sông thổi mát mẻ. Tự nhiên mình có cảm hứng là mình sẽ nói về một chủ đề gì đó. Hay là hai chị em mình nói về dư âm ngày Tết vừa qua của gia đình mình đi. Rồi xong rồi mình nói thêm là kỷ niệm Tết nào mà chị Bi nhớ nhất, hay là chị Bi thấy mình hạnh phúc nhất, mình ấm áp nhất, mà cho tới bây giờ chị Bi chưa tìm được cái cảm giác đó. Giống như là cảm giác đó nó chỉ đến đúng một lần và không có lần thứ hai. Trước tiên nói về kỷ niệm Tết Giáp Thìn vừa rồi, thì gia đình của chị em mình gồm có 4 thành viên là ba mình và bé Ngọt, và kế đến là em Bin, là em út trong nhà. Thì gia đình mình có 4 thành viên, nhưng mà mình cảm nhận là trong Tết năm nay á, gia đình mình là có sự sum vầy một cách rất là trọn vẹn. Vào 3 mùng Tết thì mấy cha con nhà mình á, là làm những món ăn ngon, rồi cùng nhau đi ăn hủ tiếu, rồi còn mua cái gì đây ta? Bố còn làm cá chân tương á chị Vy, cá chân tương mặn mòi hương biển cả. Rồi mùng 1 Tết là ông bố lì xì cho ba chị em mình. Và mùng 1 Tết á, ba của tụi mình á, hí hửng cầm ra 3 phong bao lì xì xuống là gửi lì xì cho các con. Rồi trong mùng 1 Tết thì chị em nhà mình là ngồi xum vầy rồi ăn những món mà đặc trưng ngày Tết, như là thịt kho tàu, khổ qua dồn thịt. Rồi các chị em trong nhà mua nước về uống với nhau cho vui vẻ nè. Rồi tới mùng 3 Tết thì ba tụi mình trộn gỏi gà. Rồi tới mùng 4 thì cả gia đình đi ăn hủ tiếu. Rồi những ngày gần đây là ba mình làm món cái diêu hồng chân với tương. Nhưng mà cái điều vui là trong những ngày Tết thì các cửa hàng tạp hóa họ nghỉ bán, ba mình cũng hơi khó mua trái dừa, nhưng mà ba mình phải kiếm mọi cách để mua cho được những quả dừa để về bỏ trong cái nồi mà cá chân tương cho cái nước cá chân được ngọt. Mình thấy là những món ăn trong gia đình của mình ngon là do tình cảm của các thành viên gửi gắm ở trong món ăn đó. Có thể là vị món ăn chưa phải gọi là xuất sắc như là các nhà hàng 5 sao, nhưng mà với mình, món ăn trong gia đình của mình là mình đánh giá tới cả 100 sao chứ không phải là 5 sao. Bởi vì là chan chứa tình cảm của các thành viên trong gia đình, của ba mình, của mấy chị em nhà mình, và không khí sum vầy đầm ấm của gia đình. Những tất cả những điều đó hòa quyện lại tạo nên một bữa ăn gia đình phải nói là trọn vẹn đúng nghĩa, và mình cho là 100 sao luôn á. Bé Ngọc cảm nhận cái Tết như thế nào? Em cảm thấy rất là vui và ấm áp khi mà cái Tết năm nay mình được gắn kết, mà có những cái sự kiện mà em không nghĩ là nó xảy ra thì nó lại xảy ra đó. Nên thành ra là em cũng đã chiêu, em cũng đã tận hưởng trọn vẹn từng phút giây của ngày Tết rồi, để mà khi 3 năm sau, 5 năm sau hay là 10 năm sau mà em có ước mong mình có quay lại cái Tết đó nữa hay không á, thì nhiều khi nó cũng không có xảy ra giống như vậy nữa đâu. Tại vì có thể mỗi năm mỗi khác mà, dư vị mỗi khác, nên em chắc không thể nào giống được. Tuy nhiên em cũng đã là thưởng thức trọn vẹn cái Tết này rồi, để mai mốt em có hồi tưởng lại, hay là mình có ngồi đàm đạo trò chuyện lại với nhau, giả sử như là mình ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau nè, hay là mình qua, giả sử đi, khi mà mình ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau, hay là mình ngồi qua video call, qua màn hình như vậy nè, mình ngồi mình kể chuyện rôm rã, thì mình vẫn thấy đó là những kỷ niệm đẹp của mình rồi. Hồi lúc nãy là chị em mình đứng dựa lên lan can hướng là những tòa nhà cao tầng ở bên phía trung tâm
ở quận 1. Bây giờ là chị em mình lại chiếc ghế để ngồi, đổi bối cảnh ở phía sau. Bây giờ thì chị em mình tiếp tục chủ đề. Chị Bi sẽ hỏi bé Ngọt một câu là trong những cái Tết từ hồi nhỏ tới bây giờ thì bé Ngọt nhớ nhất là cái Tết nào? Em nhớ nhất là một cái Tết mà hồi lúc trước mình còn ở trên bà ngoại. Tết đó tạm gọi là đầy đủ những đồ mà mang hơi hướng của Tết á. Có chậu mai xinh nở rộ, có bánh mứt nè, rồi còn có lì xì. Nên là em nhớ nhất là cái Tết đó, mà cái Tết đó nó khiến em cảm thấy vui, cảm giác an toàn, ấm áp dữ lắm. Nên là tới bây giờ em muốn tìm lại cái cảm giác của cái Tết năm đó, nhưng mà em chưa có tìm được. Đúng là có những điều hay là những cảm giác á, mình muốn nó trùng phùng ra lại thêm một lần nữa thì cũng không có xảy ra một lần duy nhất mà thôi, không có xảy ra lần nữa. Nên là Tết năm nay á, cái cảm giác của em á, nó giống y hệt như là cái cảm giác mà của cái Tết mà năm ở nhà bà ngoại á chị Bi. Nên em biết đó rồi, em biết rồi nha, cái cảm nhận này giống cái cảm nhận mà đợt trước đó. Nên là em nắm bắt nha, em ghi nhận nha, rồi em trân trọng khi mà em ở khoảnh khắc đó luôn á. Là mình làm gì là mình biết luôn á, mình soi khoảnh khắc đó luôn á. Nên em nhớ, nên em nghĩ mai mốt á, mà sau 5 năm hay 10 năm em có muốn, ý là bây giờ á, lúc trước, bây giờ là em bị tiếc cái Tết lúc trước, em chưa có trọn vẹn lúc trước. Và bây giờ á, cái cảm giác này là nó được độc nhất vô nhị ở cái Tết này. Nên là em nắm bắt kỹ rồi, để khi mà mai mốt có 5 năm hay 10 năm nữa, em vẫn nhớ cái đó như là kỷ niệm đẹp, rất là quý giá đối với em. Có quên, kệ đi, có tiếc nhưng mà mình cũng nắm bắt trọn vẹn rồi. Còn chị Bi thì có cái Tết nào mà chị cảm thấy mà nó ấm áp nhất, mà nó an toàn không? Đông đầy nhất. Trong ký ức của chị Bi á, chị Bi sống bây giờ là trải qua hơn 37 năm. Những cái Tết mà chị Bi ấn tượng nhất có lẽ là những cái Tết ở trong giai đoạn tuổi thơ. Từ những năm mà mình được 5-6 tuổi cho tới khi mà mình học hết năm trung học. Cho mình từ những cái lúc mà chị Bi được 5-6 tuổi cho tới khi mà chị Bi học hết tiểu học á, là từ 5 tuổi cho tới khoảng 10 tuổi á, là giai đoạn đó là gia đình mình là được đầm ấm, được sung túc, được đủ đầy nhất. Cho nên á, là cái thời điểm đó là ở nhà là có bà ngoại, ba má với lại chị Bi. Thời điểm đó là chưa có bé Ngọt và em Bin. Lúc đó là chị Bi còn nhớ là cứ tới mỗi cái dịp Tết á, trước Tết là ba mình thường hay chạy ra cái khu chợ hoa ở trên đường Châu Văn Liêm mua về một cái cây mai. Cây mai cũng khá là lớn nha. Mua mai rồi mua những cái chậu cúc, rồi mua những cái giấy bóng kiến để bọc xung quanh chậu mai lại. Rồi má của tụi mình á, là có một cái tài năng á, là làm mứt tắc nè, rồi cắm bông hoa nghệ thuật, rồi chưng những cái dĩa trái cây. Cho nên là những cái năm mà Tết lúc mà chị Bi ở tuổi thơ á, là gia đình được đầy đủ lắm, được chưng bông hoa đầy đủ, rồi bánh mứt cũng đầy đủ luôn. Và cái Tết tuổi thơ của chị Bi là có được nghe tiếng pháo nổ nữa, là đêm giao thừa nè nha. Rồi những mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, sáng mở mắt dậy là ba mình đã đốt pháo nha. Hầu như nhà nào cũng đốt pháo, một ngày hình như là 3 lần. Đốt pháo cử sáng, cử trưa, rồi cử chiều tối. Cho nên là khi mấy trẻ em ra ngoài đường là sẽ hửi được cái mùi của pháo. Dĩ nhiên là cái mùi thuốc pháo nó không có thơm, nhưng mà hửi cái mùi đó, đó là chúng ta biết được là không khí Tết. Rồi những đứa trẻ em rất thích nhìn ở trên những cái con đường á, là phủ đầy xác pháo màu hồng. Cho nên là ta hay dùng là những cái màu hồng xác pháo đó. Đó, pháo là vừa hồng hồng vừa đỏ đỏ. Mà những cái pháo sau khi nổ xong rồi, những cái giấy pháo coi như là phủ kín khắp cái con hẻm luôn. Cho nên là trông rất đẹp, tại vì nhà nào cũng đốt pháo hết. Cho nên là đẹp lắm. Mà lúc đó là không khí Tết là đúng nghĩa luôn, là từ là
cây nè. Đa số những cái nhà, đa số mọi nhà là đều trưng cây mai nè, cây tắc nè, rồi những chậu cúc, rồi bông vạn thọ, rồi những cái giấy bóng kính họ quấn ở trên cái chậu cây, rồi có cả bánh mứt. Rồi từ lúc bé mình thích làm sao biết không? Được ông bà, được cha mẹ lì xì. Rồi xong rồi được những cái cô chú bác họ hàng, rồi những cái cô chú hàng xóm họ qua họ chúc Tết nhau rồi lì xì, trời thích lắm. Những cái phong bao lì xì á, thích. Mà thật ra hồi nhỏ chị Bi á, không có biết xài tiền, Bi đến tiền không có biết đâu. Cho nên là thích thì cầm như vậy thôi, chứ ngoài ra là không có biết xài tiền, không có đếm. Mà thời đó trẻ con cũng không có quan trọng là trong đó mệnh giá là bao nhiêu hết, cho nên là 1.000, 2.000 gì đó không quan trọng, rất là vui. Bởi vì tiền lì xì là tiền mừng tuổi, là sự quan tâm của người lớn với những thế hệ và trẻ em. Và cho tới bây giờ cũng vậy, giờ chị Bi cũng gần 40 tuổi rồi, chị Bi cũng thích nhận lì xì, cũng thích được ông bà, cha mẹ quan tâm lì xì cho con cái. Rồi khi con cái đi làm ăn, có tiền, lại biếu lì xì lại cho ông bà, cha mẹ đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm. Cho nên cái việc mà lì xì là chị Bi thấy không mang cái giá trị vật chất ở đây. Mình không nên đặt vật chất ở đây. Thì bây giờ có nhiều đứa trẻ con mà chị Bi thấy nhận xong bỏ liền trước mặt người lớn là chê, trời sao ít vậy. Đó, cho nên chị Bi thấy rằng là cái đó là mang hình thức đó là mừng tuổi, mà trao gửi những cái lời chúc tốt đẹp nè, trao gửi những cái đồng tiền may mắn đó, chúc phúc từ người lớn tới thế hệ con cháu, tới những cái em nhỏ. Có thể nói là những cái Tết mà chị Bi nhớ nhất là cái Tết ở trong giai đoạn tuổi thơ. Và trong quá trình chị Bi lớn lên thì cuộc sống cho mình nhiều cái thăng trầm, nhiều cái trải nghiệm. Có những năm Tết á, chị Bi thích là cái giai đoạn mà chị Bi làm và hướng dẫn du lịch, thì những năm Tết chị Bi nhận tour để chị Bi dẫn khách. Bởi vì những cái năm đó ở gia đình không được vui, cho nên cách tốt nhất là những cái năm đó là chị Bi nhận cái tour để chị Bi dẫn khách đi du lịch ở Singapore, Malaysia. Và trong 3 năm gần lại đây thì gia đình của chúng ta lại sum vầy trở lại, và chị Bi thích chúng ta lại sum họp với nhau. Cái Tết mà chị Bi nhớ là cái Tết vào năm 2022 Nhâm Dần. Năm đó rằng là sau khi Tết xong thì chúng ta lại được đi ra ngoài Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để chúng ta có cơ hội để hội ngộ lại má của chúng ta. Thì ông trời xui khiến sao đó, tự nhiên vào cái dịp Tết đó chị Bi bị ăn bị trúng thực. Và chị Bi ở lại đó cũng khá là lâu. Và cái Tết đó đáng nhớ là chúng ta được sum vầy với má của chúng ta. Và cũng là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta còn được gặp gỡ má chúng ta. Rồi trong cái Tết năm Giáp Thìn vừa rồi thì chúng ta lại được sum vầy, là gia đình chúng ta 4 thành viên là được ăn uống những món ngon, về cái không khí gia đình được đầm ấm. Rồi cô của chúng ta gửi về những cái hộp bánh, những cái hộp kẹo, là cảm nhận được là cái tình cảm mà của cô chúng ta gửi từ phương xa về, làm góp chút cái không khí Tết cho cái gia đình của chúng ta. Nói chung là Tết chị Bi nhớ nhất là thuở nhỏ và hai cái Tết năm 2022 và 2024. Chị em mình đang ngồi đây thì các cô chú, các anh chị và các bạn cũng nghe cái tiếng loa mà ở ga tàu thủy Thủ Thiêm đang phát lên, cho nên thỉnh thoảng là sẽ có những tiếng của mọi người, những người dân ở đây nè, họ đi dạo ở bên công viên cho mát mẻ, rồi họ cũng đi trải nghiệm cái hình thức du lịch ở trên sông. Chủ đề này thì chị em mình sẽ tạm phát xin phép dừng video tại đây, và tụi mình hẹn gặp lại cả nhà trong chủ đề sau nha. Bye bye. Bye bye.